Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị và các bạn. Thanh Nhẫn xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị đã luôn đồng hành với kênh trong suốt thời gian dài vừa qua. Quý vị hãy vui lòng ấn đăng ký theo dõi kênh để chúng tôi có thể cập nhật tới quý vị nhiều tin tức nóng hổi và chính xác nhất. Và xin chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả, tràn đầy hạnh phúc. Sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Cần thay đổi chiến lược khi số lượng F0 tăng nhanh. Hơn 50% ca mắc mới tại Hà Nội là F0 ngoài cộng đồng. Khánh Hòa có thêm 134 ca mắc COVID-19. Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương đẩy mạnh hoạt động y tế tại cơ sở. Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp ở Tiên Lãng phát hiện ca mắc COVID-19. Nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao, Đắk Nông lập phương án điều trị F0 tại nhà. Và sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Cần thay đổi chiến lược khi số lượng F0 tăng nhanh. Thưa quý vị, từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 25 tháng 11, thời điểm bắt đầu thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, Hà Nội ghi nhận 4.817 ca mắc. Đáng chú ý, trong khoảng 10 ngày qua, từ 15 tháng 11, số ca mắc mới ở mức rất cao, khoảng 250 ca trên ngày, đỉnh điểm có ngày lên đến 289 ca, cao nhất khi đợt dịch thứ tư bùng phát. Dữ liệu từ Sở Y tế Hà Nội cho thấy trong những số ca nhiễm mới tại thủ đô có khoảng 20% là người chưa tiêm vaccine, chủ yếu là học sinh và người không đủ điều kiện. Các ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội hiện nay chủ yếu là người đã tiêm 1 đến 2 mũi. Vì thế, số ca bệnh không triệu chứng chiếm tỷ lệ đến 76%, hơn 21% số ca mắc có triệu chứng nhẹ và vừa, số ca nặng chưa đến 3%, đều là ca chưa tiêm vaccine và có bệnh nền, tỷ lệ người đã tiêm vaccine ít nhất một mũi, chuyển nặng là 2%. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng số ca mắc tăng rất nhanh là điều đã được lường trước. Song Hà Nội cần có chiến lược phù hợp hơn khi số ca mắc có thể lên đến 4 con số mỗi ngày. Thành phố đã nhận thức rất rõ vấn đề này khi lên kế hoạch chuẩn bị điều trị với kịch bản 10.000, 40.000 và 100.000 ca nhiễm. Tuy nhiên, khi số ca nhiễm không triệu chứng và nhẹ chiếm tỷ lệ chủ yếu, y tế cơ sở sẽ phát huy vai trò chủ lực thay vì các bệnh viện tuyến trung ương và thành phố. Ông Phu nêu ý kiến, trước mắt cần huy động sự vào cuộc của y tế cơ sở khi năng lực của thành phố còn đảm bảo. Tuy nhiên, Hà Nội cần lường trước tình huống số ca mắc vượt 1.000 ca mỗi ngày, khi đó cần chuyển ngay sang trạng thái điều trị F0 nhẹ, không triệu chứng tại nhà. Theo ông Phu, khi hoạt động kinh doanh sản xuất giải trí được tái lập để sớm trở về trạng thái bình thường mới, ý thức người dân sẽ là yếu tố then chốt trong phòng chống dịch thay vì các thiết chế quản lý giám sát. Việc điều trị tại nhà sẽ giúp người bệnh duy trì công việc, học tập, thu nhập và đóng góp cho xã hội. Việc này phù hợp với chiến lược phòng chống dịch trong giai đoạn sống chung an toàn, linh hoạt với dịch bệnh. Ông Phu nói, Bộ Y tế đã hướng dẫn quy trình điều trị F0 tại nhà, cơ chế quản lý, giám sát sẽ phân cấp triệt để cho địa phương, tổ COVID-19 cộng đồng, trạm y tế lưu động, quan trọng nhất vẫn là sự tự giác, ý thức của người dân. Phương án thu dung điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trong điều kiện mới của Ủy ban Nhân dân Hà Nội được thiết kế 3 tầng, dựa vào mức độ của các bệnh nhân. Ngoài ra, thành phố cũng chia 3 giai đoạn để bổ sung năng lực điều trị tương ứng với 10.000, 40.000 và 100.000 ca mắc COVID-19. Tầng 1 phụ trách thu dung cách ly, điều trị F0 triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại một số cơ sở tập trung của thành phố do thành phố quản lý và trạm y tế lưu động trên địa bàn xã, phường do địa phương quản lý. Tầng 2 điều trị F0 mức độ vừa tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện, bệnh viện tuyến thành phố. Tầng 3 điều trị F0 mức độ nặng và nguy kịch tại bệnh viện tuyến thành phố và trung ương bộ ngành. Cũng theo phương án Hà Nội đưa ra, ở cấp độ 10.000 ca nhiễm, thành phố sẽ điều trị F0 thể nhẹ ở trạm y tế lưu động tại 10 địa phương, mỗi quận huyện tiếp nhận 300 F0. Khi số ca mắc vượt 10.000 ca, cả 30 quận huyện đồng loạt kích hoạt trạm y tế lưu động với khả năng thu dung khoảng 15.700 ca giai đoạn 3, đến gần 70.000 người giai đoạn 4. Theo ông Phu, thành phố cần đẩy nhanh phủ vaccine mũi 2 cho toàn bộ dân số, gồm trẻ em dưới 18 tuổi và người già. Khi độ phủ được đảm bảo, thành phố cần tính tiếp đến mũi 3 vaccine cho đối tượng nguy cơ cao, nhiều bệnh nền để giảm thiểu tử vong. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, kiến nghị Hà Nội tính toán kỹ năng lực thu dung điều trị của trạm y tế lưu động. Ông Nga cho rằng khả năng thu dung số lượng lớn F0 ở các phường là rất thấp, chưa kể ở ngoại thành, điều kiện vật chất con người còn khó khăn hơn nhiều.
nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, đề xuất Hà Nội xây dựng kế hoạch hoạt động trạm y tế lưu động cho phù hợp. Ngành y tế thành phố đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn cho nhân viên tại các trạm y tế về điều trị, thu dung F0 và phát hiện sớm các trường hợp chuyển biến nặng để kịp thời nâng tầng điều trị. Ông Nga nói, điều trị F0 trong giai đoạn tới quan trọng là phải giám sát tình trạng người nhiễm để sớm nâng tầng điều trị khi chuyển nặng. Y tế cơ sở cần được hướng dẫn kỹ về nồng độ oxy trong máu, huyết áp, dấu hiệu để hạn chế đến mức thấp nhất tử vong. Hơn 50% ca mắc mới tại Hà Nội là F0 ngoài cộng đồng. Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, chiều ngày 27 tháng 11 trong 24 giờ qua, thành phố này tiếp tục ghi nhận 272 ca mắc COVID-19 mới, trong đó F0 tại cộng đồng là 146 người, số lượng còn lại là các bệnh nhân trong khu cách ly 88 người và vùng phong tỏa 38 người. Trong đó, số lượng F0 phát hiện tại 27 trên 30 quận huyện gồm Đống Đa 71, Đông Anh 26, Bắc Từ Liêm 19, Chương Mỹ, Cầu Giấy, mỗi địa phương 14, Tây Hồ 12, Quốc Oai, Thanh Xuân, mỗi địa phương 10, Sóc Sơn, Hà Đông, mỗi địa phương 9, Nam Từ Liêm, Long Biên, Thanh Trì, mỗi địa phương 8, Thanh Oai 7, Gia Lâm 6, Mê Linh, Thường Tín, Hoàn Kiếm, mỗi quận huyện 5, Hoài Đức, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, mỗi quận huyện 4, Thạch Thất, Phú Xuyên, mỗi huyện 3, Mỹ Đức 2, Đan Phượng, Đống Đa, mỗi quận huyện 1 ca. Các bệnh nhân COVID-19 ghi nhận tại cộng đồng được phát hiện qua sàng lọc người ho sốt và liên quan các tỉnh có dịch. Như vậy, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư từ 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 9.368 ca nhiễm, trong đó F0 ngoài cộng đồng là 3.602, số mắc là người đã được cách ly là 5.766 ca. Tính đến ngày 26 tháng 11, số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế của Trung ương và thành phố là 3.375, trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Dược Hà Nội. Và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị cho 164 bệnh nhân. 12 bệnh viện của thành phố Hà Nội điều trị cho 980 bệnh nhân, 4 cơ sở điều trị khác, Phenica, cơ sở điều trị đến N3, cơ sở điều trị Thượng Thanh và cơ sở điều trị Pháp Vân Tứ Hiệp có 2.231 bệnh nhân. Trong ngày 27 tháng 11, thành phố Hà Nội tiêm 38.964 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 14 tuổi. Số liều vaccine đã tiêm cho các em trong độ tuổi từ 15 đến 17 là 11.466. Như vậy, toàn thành phố đã có 277.747 mũi tiêm vaccine cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17. Đến nay, tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine cho người trên 50 tuổi ở Hà Nội là 81,4%. Theo Cổng Thông tin Tiêm chủng COVID-19 của Bộ Y tế, tỷ lệ phủ vaccine cho người từ 18 tuổi ở Hà Nội là 88,72%. Khánh Hòa có thêm 134 ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 27 tháng 11, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 134 ca mắc COVID-19 tại thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, Diêm Khánh, Cam Lâm và Khánh Sơn. Trong đó có 33 ca ghi nhận trong cộng đồng tại huyện Cam Hải Tây 1 ca, Suối Cát 1 ca, Ba Ngòi 1, Cam Phúc Bắc 1, Diên An 1, Diên Điền 1, Diên Hòa 1, Diên Thọ 1, Suối Hiệp 1, thị trấn Diên Khánh 1, Ba Cụm Bắc 1, Sơn Bình 1, Tô Hạp 1, Vĩnh Ngọc 4, Vĩnh Nguyên 1, Vĩnh Thọ 5, Ninh Bình 2, Ninh Giang 1, Ninh Hiệp 2, Ninh Phú 2, Ninh Phước 2, Vạn Giã 1. Qua điều tra truy vết, cơ quan chức năng đã phát hiện được 149 F1 tại thành phố Cam Ranh 21 ca, huyện Diên Khánh 31 ca và huyện Khánh Sơn 97 ca. Hiện Khánh Hòa đã có tổng cộng 12.915 ca mắc COVID-19, trong đó có 10.095 ca xuất viện và 96 ca tử vong. Tổng số trẻ từ 12 đến 17 tuổi của tỉnh này đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 là 37.220, đạt 32,57%. Số ca mắc COVID-19 tăng, Bình Dương đẩy mạnh hoạt động y tế tại cơ sở. Thưa quý vị, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, ngày 27 tháng 11, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 716 ca mắc mới qua xét nghiệm Real-Time PCR và đã có đầy đủ các thông tin dịch tễ, số ca mắc toàn tỉnh tăng 1,3% so với ngày 26 tháng 11.
Các địa phương có số ca mắc tăng là huyện Dầu Tiếng, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và huyện Bắc Tân Uyên. Các ca mắc mới tập trung nhiều nhất trong khu phong tỏa 64,8% và qua sàng lọc cộng đồng 12,4%. Theo đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh có 22 xã phường ở cấp độ 3, trong đó riêng tại thành phố Thủ Dầu Một có 12 trên 14 phường là cấp độ 3. Tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 280.203 ca mắc COVID-19, hiện còn 11.855 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 2.770 ca nhập viện và 9.085 ca F0 đang điều trị tại nhà. Đáng quan tâm, hiện có 434 bệnh nhân đang điều trị ở tầng 3, trong đó 32 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC, 168 bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ và oxy mũi. Trong ngày ghi nhận thêm 11 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số lên 2.676 người tử vong do COVID-19. Trước tình hình ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu tăng, Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố ra soát, cập nhật, công bố công khai cho người dân tiếp cận thông tin đường dây nóng của Trung tâm Y tế, trạm y tế, đặc biệt là trạm y tế lưu động, qua đó giúp người dân được tiếp cận thông tin y tế nhanh chóng, kịp thời hỗ trợ những F0 điều trị tại nhà, tránh chuyển nặng, tử vong. Đến nay, tỉnh Bình Dương có 162 trạm y tế lưu động, trong đó 99 trạm ở xã phường, 43 trạm trong khu công nghiệp và 20 tổ y tế lưu động của quân y. Giám đốc Sở Y tế Bình Dương Nguyễn Hồng Trương cho biết, tới đây, ngành y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch thành lập thêm nhiều trạm y tế lưu động mới, kèm theo chế độ ưu đãi để thu hút nhân sự là y bác sĩ đảm trách các trạm y tế này. Theo kế hoạch, cứ 15.000 dân thì cần một trạm y tế lưu động để đáp ứng nhu cầu trong tình hình bình thường mới. Ngành y tế cũng đang lên kế hoạch lập đoàn giám sát hoạt động của các trạm y tế lưu động để kiện toàn, tổ chức hiệu quả hơn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động y tế tại cơ sở gần người dân hơn. Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp ở Tiên Lãng phát hiện ca mắc COVID-19. Thưa quý vị, xét nghiệm cho toàn bộ công nhân trên địa bàn huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, kinh phí do doanh nghiệp tự chi trả. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam trong cuộc kiểm tra về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Tiên Lãng ngày 27 tháng 11. Trên địa bàn huyện Tiên Lãng có 24 doanh nghiệp với 12.000 công nhân. Hiện 5 doanh nghiệp đã xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm công ty SV, thị trấn Tiên Lãng, công ty OV, xã Bắc Hưng, xưởng may ông VVH, xã Toàn Thắng, công ty EVG, xã Tiên Thắng, xưởng may SL, xã Toàn Thắng. Ngày 27 tháng 11, huyện Tiên Lãng phát hiện thêm 65 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc từ 22 tháng 11 đến nay là 125 ca. Trong đó, xã Tiên Minh 76 ca, xã Toàn Thắng 33 ca. Huyện Tiên Lãng đang tích cực khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1 và F2 liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn, theo dõi, giám sát, cách ly các trường hợp F1 và F2 tại địa phương theo đúng quy định, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho những công dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Cùng đó, huyện Tiên Lãng tập trung tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tiếp xúc đông người. Thông tin đầy đủ, chính xác để người dân các địa phương không hoang mang, lo lắng, nâng cao tinh thần cảnh giác phòng dịch. Cũng liên quan đến dịch COVID-19, Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã có thông báo số 3.999 kể từ ngày 27 tháng 11 sẽ khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo tuyến cố định từ thành phố Hải Phòng đến tỉnh Hà Giang, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và ngược lại. Cụ thể, khôi phục hoạt động của tất cả các tuyến đi đến tỉnh Hà Giang tại các bến xe Thượng Lý, bến xe Vĩnh Niệm và bến xe Cát Bà 50%, tại bến xe Đồ Sơn là 25%. Số chuyến của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải công bố, đồng thời khôi phục hoạt động của tất cả các tuyến đi đến huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. 30% số chuyến của đơn vị theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải công bố. Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác bến xe khách trên địa bàn thành phố kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi đến bến xe khách, lưu trữ toàn bộ danh sách hành khách đi đến bến xe, làm căn cứ truy vết thông tin của hành khách khi cần thiết. Nâng cấp độ dịch lên nguy cơ cao, Đắk Nông lập phương án điều trị F0 tại nhà.
Thưa quý vị, ngày 27 tháng 11, ngành y tế Đắk Nông thông tin tỉnh này ghi nhận thêm 43 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 33 ca phát hiện trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh tích lũy từ đầu dịch thứ tư đến nay lên 2.232 trường hợp. Ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đều phát hiện tại hai huyện Tuy Đức và Đắk Song. Đáng chú ý có gia đình 7 người mắc COVID-19, nhiều F0 là học sinh trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông nâng cấp độ dịch toàn tỉnh từ cấp độ 2 lên cấp độ 3, áp dụng từ 26 tháng 11 đến khi có thông báo mới. Trong đó, huyện Krông Nô, địa phương ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong thời gian qua, đang ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao, vùng đỏ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao ngành y tế xây dựng phương án quản lý và điều trị người mắc COVID-19 tại nhà và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng bệnh cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian và sớm triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, nắm chắc tình hình dân cư khi ra vào địa bàn. Người có nguy cơ đang lưu trú làm việc tại địa phương doanh nghiệp thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với người về từ vùng có dịch, nhất là về từ các tỉnh thành phía Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị địa phương chuẩn bị sẵn sàng và kích hoạt ngay trạm y tế lưu động tại xã, phường, thị trấn ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế từ sớm từ xa ngay tại cơ sở. Ngày 24 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn về việc đồng ý tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý sử dụng 29.250 liều vaccine Pfizer do Bộ Y tế phân bổ để tiêm mũi 1 cho toàn bộ trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tại thành phố Gia Nghĩa, các huyện Đắk Rơ Lấp, Krông Nô do đã đạt tỷ lệ cao về tiêm mũi 2 cho dân số trên 18 tuổi. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Nông, tính đến sáng ngày 22 tháng 11, toàn tỉnh đã tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho hơn 401.000 người từ 18 tuổi trở lên, đạt 99,2%, mũi 2 đạt 47,3% dân số.